chào các bạn. Đây đang là đứng ở chỗ chợ địa chất khách sạn Hải Yến, và hôm nay mời các bạn chúng tôi khám phá con đường chợ địa chất, đường nông nghiệp và đường đất đỏ. Nào, xin mời quý vị các bạn cùng theo dõi nha. Thế tôi đang đi về hướng chợ địa chất. Bên tay trái là cái sân dọc ngoài trời. Ở đây đường sẽ phải theo xe đó vào chỗ chợ địa chất. Chợ địa chất này thuộc phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả. Bắt đầu con đường này sẽ tản đây xuống bên Do và chợ địa chất ngay cho đoạn này. Hai bên cũng thấy đấy, xe ô tô rất là nhiều, hàng quán hai bên đường rất là lắm. Một số nhà cao tầng rất là đẹp. Bên tay trái chúng ta là cái cổng chào đấy, đấy chính là chợ địa chất. Đây tôi đang đi bên ngoài cửa chợ địa chất. Và con đường này rất là nhiều hàng quán. Các bạn thấy hai bên đường cái ô cắm che nắng và các cái quầy hàng nhỏ của những nhà dân người ta bán hàng, bán tạp hóa, bán rau củ quả. Và thậm chí nếu đúng chợ thì nó có thể cả bán cá đoạn dọc đoạn đường này. Và đúng cái lúc họp chợ bên trong thì bên ngoài đường nhộn nhịp và đông người lắm các bạn. Người ta đi lại đông nghịt và thậm chí đi qua đây là không đi xe máy được cơ. Như hôm nay là vắng. Giờ đang tầm buổi trưa, đến lúc 12 giờ 15 buổi trưa. Và cái giờ nghỉ của mọi người trên đường và ít đi lại. Hai bên đều có nhà và cây xanh trồng rất là đẹp. Thẳng con đường này đi xuống biển là Bến Do. Những ai Cẩm Phả thì biết Bến Do rồi. Bến Do là cái bến chợ đầu mối, tàu thuyền đỗ ở dưới đó và người ta mua bán các cái thực phẩm ở trên đất liền xuống dưới biển và mang hải sản từ dưới biển lên. Chợ đầu mối ở dưới đó, thì đó có cái chợ cá dưới Bến Do đó. Và trước mặt chúng ta là cái con đường ngoài của thành phố Cẩm Phả đó. Cái đi tay trái là đi về Móng Cái, đi tay phải là đi về thành phố Hồ Nông. Bây giờ tôi rẽ cái đường này đi sang đường nông nghiệp. Đây có con đường cắt sang đường nông nghiệp. Đây là trong phố các bạn nhé, trong ngõ đấy. Khu này là khu chợ và cái đường nông nghiệp là cái đường đẹp nhất thành phố Cẩm Phả. Thì các bạn ra sẽ thấy đường này là đường tắt ngang sang đường nông nghiệp. Đây là khu dân cư rồi. Ở đây có cái đám cưới người ta đang dựng rạp ở giữa đường này. Đấy. Đây là đường dân cư nên không có ô tô đoạn này. Người ta vẫn làm rạp được. Nội bộ đi trong nội bộ trong khu phố rồi. Bình thường xe con mới đi qua, nhưng mà người ta đám cưới thì xe không đi qua nữa và người ta vẫn dựng rạp được. Cái trước mặt là con đường nông nghiệp. Đường nghiệp rất đẹp các bạn. Ta sắp ra đường nghiệp rồi đó. Đây đường nghiệp rồi, đây là ngã ba, chỗ nhà hàng Thủy Trang. Đây đi ra xuống biển cũng đi xuống Bến Do. Và tôi sẽ đi thẳng đường này xuống đầu dưới kia vòng ngược lại cho các bạn xem. Trước mặt chúng ta là ngã tư, một đường xuống Bến Do. Tay trái đi ra phía Móng Cái. Tay phải đi vào thành phố Hạ Long. Và con đường nó là đường ngoài. Người đi lại rất là đông đúc. Bây giờ tôi vòng thẳng lên đường nông nghiệp nhé, quay lên chuyên chỗ trung tâm của thành phố. Cái đầu đường trên kia sẽ có cái cột đồng hồ. Đây là đường nông nghiệp. Con đường này buổi tối nhìn đẹp lắm. Và thành phố Cẩm Phả có con đường này là rất đẹp nhất trong thành phố đấy. Tôi đang đi giữa trưa. Cái tầm này là người ta nghỉ nên là đường nó vắng. Và trời đang nắng to. Và các bạn nhìn thấy bên đường rất là đẹp. Các cái ngôi nhà hai bên đường người ta làm rất là đẹp.
phía trước chúng ta là mấy nhà hàng đó. Đường này rất là nhiều nhà hàng và dân cư ở đây ở rất là đông đúc và sầm uất. Giữa giải ngăn cách là có những giải trồng hoa và trồng những cây cỏ rất là đẹp. Đây là trường học các bạn, đây phải đường là trường học đấy. Hôm nay tôi dẫn các bạn đi vòng một vòng từ chợ Cẩm Trung, chợ Chất đó, đi sang đường nghiệp, xong đi thẳng về cơ khí trung tâm, rẽ đường đất đỏ. Đấy. Hành trình là như vậy, làm hết xó chọn một khu phố. Đường nông nghiệp này thuộc ở phường Cẩm Trung. Và trước mặt chúng ta trên đó thì nó là thành ủy đó, thành phố Cẩm Phả. Và có cột đồng hồ các bạn này. Đấy, đồng hồ đang đời là 12 rưỡi đấy. Đây là chỗ ngã ba. Một đường đi Cửa Ông, một đường xuống Biên Do và một đường đi Hà Nông, đi Hải Phòng, Hà Nội đó các bạn. Trước mặt chúng ta là mấy nhà hàng. Bên tay trái là nhà hàng Gold. Bên tay phải là cái... Bên tay phải là nhà hàng bán ga và đồ dùng ga. Trước mặt chúng ta bên tay phải là cái sân vận động ngoài trời đấy. Cái rạp ngoài trời vẫn đang biểu diễn xiếc hay là người ta đá bóng hoặc là hội chợ bên đó. Và trước mặt chúng ta kia nữa là cái tòa nhà hàng đấy, hàng Hải Yến. Bên tay trái chúng ta rất nhiều cái nhà hàng đấy. Bên tay trái bây giờ chúng ta là bên này, bên tay trái là cái cổng của lễ tây đã xuống chợ Chất ạ. Rồi ta đi thẳng lên đường này, đi về phía Hà Nông. Khu này vẫn thuộc phường Cẩm Trung các bạn. Hai bên đường cây xanh rất là đẹp. Đây có đường lên khu nhà nò, bên tay phải đường đó. Đây đến gần cơ khí trung tâm Cẩm Phả các bạn. Cơ khí trung tâm Cẩm Phả là gần có km 4 rồi đó. Đây là thuộc km 3. Bây giờ cơ khí trung tâm cũng dân tỉnh hai bên sống xây nhà thì cửa rất sầm uất. Nếu ai đi xa chắc không nhận ra khu này. Khu này tiếp giáp với gần khu km 4. Nhưng đây vẫn thuộc địa phận của km 3. Thì có ngân hàng SHB bên tay phải đều đó. Đây vẫn là thuộc địa phận của nhà máy cơ khí trung tâm. Con đường khác rất là đẹp, khác xưa và rất là đẹp. Đây rồi, con đường này bên tay trái ta rẽ thêm đường đất đỏ nha. Đây là đường đất đỏ này. Đường đất đỏ thẳng đến cái trung tâm xuống tận Biên Do và xuống cái chợ cá Biên Do. Ở đây ta đang đi xuống cái đường này, đường đất gọi là đường đất đỏ. Các bạn quan sát xem nha, đường đất đỏ đó. Rất nhiều cây xanh và các cái nhà hàng hai bên đường rất là đẹp, nhà cao tầng và là nhà hàng đó. Thành phố Cẩm Phả đi ngõ phố nào cũng đẹp, phường nào cũng đẹp. Con đường bên tay phải thuộc phường Cẩm Thủy, bên tay trái thuộc về phường Cẩm Trung đấy, các bạn lưu ý cho nhớ nha. Và con đường này gọi là đường đất đỏ, đi thẳng đường này xuống dưới Biên Do. Ở bên tay phải sát này chúng ta Biên Do là chợ cá. Chợ cá Biên Do thuộc cái phường Cẩm Thủy. Do Biên Do thì thuộc cái phường Cẩm Trung. Đấy. Ở trước mặt chúng ta đang là cái biển báo đó. Chỗ đó gọi là sang đèn đỏ. Ngã tư này một đường xuống Biên Do, một đường từ trung tâm xuống, một đường đi Cửa Ông rồi đi Móng Cái.
đường đi Hà Long, đi Hà Nội, Hải Phòng. Bên tay phải đi Hà Nội, Hải Phòng. Bên trái đi là Móng Cái. Trước mặt là đi xuống Bến Do. Và phía sau lưng ta là trên cửa Hiêm Tâm xuống. Tôi đang đứng giữa xanh đèn đỏ, chờ đèn xanh chúng ta sẽ sang đường. Sang xanh rồi, sang đường nhá. Hôm nay thẳng này tôi xuống chợ cá. Dọc cái khu phố từ trung tâm đi xuống, người ta gọi khu phố là phố ẩm thực. Rất nhiều nhà hàng ăn uống, thịt chó, rồi là bánh phở các loại, thịt nướng, lẩu rất nhiều. Thưa quý vị các bạn, tôi đã chia sẻ với quý vị các bạn toàn bộ hình ảnh con đường đi từ chợ Địa Chất xuống đường nông nghiệp, vòng về đất đỏ, khi tâm vòng đất đỏ, bây giờ đang đất đỏ. Quý vị và các bạn hãy ủng hộ tôi bằng cách đăng ký kênh, like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và quý vị đừng quên nhấn vào nút chuông để nhận được thông báo mới nhất của tôi, video của tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào video tiếp theo. Xin chào quý vị và các bạn.